Sáng ngày 18 tháng 7, khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 đến 60 mm, có nơi trên 90 mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Mường Lát, Ngọc Lặc, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân, Yên Định, Thanh Hóa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghệ An độ rủi ro thiên tai do lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội.